Chào các bạn, mình là Minh Tú, mình đến từ lớp 2.3 trường Wellspring Sài Gòn. Đến với Wellspring Voice 2024, mình sẽ đọc cùng các bạn cuốn sách mình rất thích có tên là Mẹ sẽ ôm con nhiều hơn, con sẽ ôm mẹ nhiều hơn. Một cuốn sách hai chiều cũng giống như tình yêu, không bao giờ kết thúc. Cuốn sách song ngữ này của tác giả Laura Dusta được minh họa bởi Karen Kisler và Melissa Ayway. Đây là một cuốn sách hai chiều. Đọc từ đầu này, bạn sẽ được nghe những câu thơ nhẹ nhàng như lời ru của mẹ cùng thông điệp mẹ yêu con nhiều hơn và mẹ sẽ ôm con nhiều hơn. Nếu bạn đọc ngược lại, bạn sẽ được nghe những câu thơ hồn nhiên trong sáng của con cùng lời nhắn con yêu mẹ nhiều hơn và con sẽ ôm mẹ nhiều hơn. Chúng ta cùng lật sách nhé. Con sẽ ôm mẹ nhiều hơn. Nào thức dậy, vươn vai, hân hoan chào ngày mới bằng câu con yêu mẹ và cái ôm thật chặt. Ta cùng nhau lên đường. Con sẽ ôm lấy mẹ và nói câu cảm ơn vì mẹ đã chuẩn bị bữa sáng thật là ngon. Con sẽ ôm lấy mẹ rồi nép sát vào lòng cùng gấu bông thân yêu. Con sẽ ôm lấy mẹ dẫu chỉ là chân thôi, bởi đó là tầm cao con có thể với tới. Con sẽ ôm lấy mẹ khi đã chén no nè, bữa ăn nhẹ ngon lành, và có thể đó là một quả đào to bự. Con sẽ ôm lấy mẹ khi con đi học về, rồi con kể mẹ nghe chuyện của ngày hôm đó. Con sẽ ôm lấy mẹ sau khi đã tô xong những bức tranh thật đẹp và cùng nhau chơi đùa trên sân nhà thân thuộc. Con sẽ ôm lấy mẹ khi con vừa tắm xong và đã khoác trên mình một đồ ngủ xinh xắn. Con sẽ ôm lấy mẹ khi giờ ngủ đến rồi. Con vươn vai thật rộng, ngáp thật dài thật to. Ngày dài giờ đã khép, đến lúc hai mẹ con cùng nói chúc ngủ ngon trước khi mẹ tắt đèn. Con thì thầm thỏ thẻ con yêu mẹ nhiều hơn. Khi ngày bắt đầu, một điều con biết chắc, con sẽ lại ôm mẹ, nhưng không chỉ một lần, vì ngày mai con sẽ ôm mẹ thêm nhiều lần. Con sẽ ôm mẹ nhiều, nhiều hơn nữa. Còn đây là lời mẹ nói. Nào thức dậy, vươn vai,
hân hoan chào ngày mới bằng câu mẹ yêu con và cái ôm thật chặt để giúp con sẵn sàng. Mẹ sẽ ôm lấy con, cù ngón chân nhẹ nhẹ, rồi nhấc bổng con lên, xoay tròn trên cao tít. Mẹ sẽ ôm lấy con khi ta cùng đọc sách trên ghế êm của mình. Mẹ sẽ ôm lấy con khi cài ghế an toàn trước khi hai mẹ con cùng đạp xe đi dạo. Mẹ sẽ ôm lấy con khi ta trở về nhà sau giờ chơi bên ngoài thật vui cùng với bạn. Mẹ sẽ ôm lấy con, giúp con lau khô người khi con vừa bơi xong, giống như một chú cá. Mẹ sẽ ôm lấy con khi hai ta ngắm nhìn những vì sao sáng rực và cùng nhau nguyện cầu. Mẹ sẽ ôm lấy con khi ta ngồi xích đu dưới tán cây sồi già. Mẹ sẽ ôm lấy con trong đêm trời mưa bão để con an toàn khi có mẹ kề bên. Khi ngày dài kết thúc, đến lúc hai mẹ con cùng nói chúc ngủ ngon, mẹ sẽ vòng đôi tay rồi ôm con thật chặt. Mẹ thì thầm âu yếm khẽ nói mẹ yêu con, và nghe con thỏ thẻ con yêu mẹ nhiều hơn. Rồi ngày mới bắt đầu, mẹ sẽ lại ôm con, nhưng không chỉ một lần, vì ngày mai mẹ sẽ ôm con thêm nhiều lần. Mẹ sẽ ôm con nhiều, nhiều hơn nữa. Quả là một cuốn sách với những hình ảnh ấm áp, ngôn từ dịu dàng và âm điệu nhẹ nhàng làm tan chảy biết bao trái tim thổn thức theo từng trang sách. Mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích cuốn sách này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn trong kỳ đọc sách tiếp theo nhé.